Hey, what's up YouTube? Hôm nay mình sẽ mở hộp và đánh giá cho các bạn một sản phẩm gimbal chống rung của điện thoại cực kỳ tốt, chỉ có với giá 3 triệu đồng. Đó là sản phẩm Zhiyun Smoothie đến từ Trung Quốc. Hình như Zhiyun Smoothie, xin lỗi các bạn. Nào, bây giờ chúng ta cùng mở hộp và đánh giá. Hey, xong phần intro rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu mở hộp cho các bạn xem cái sản phẩm Zhiyun Smoothie này trong hộp có những gì. Trong hộp Zhiyun Smoothie này đóng giấy bóng rất là đẹp đây. Nhưng mà theo mình thì thấy thì nó ghi ở ngoài hộp là chỉ bao gồm accessories include, bao gồm một cái hộp như nhìn như hộp đàn và một cái sợi cáp. Bây giờ mình sẽ cùng mở hộp xem có thật như vậy không. À, và các bạn phải mở hộp bằng cách kéo ra như thế này. Rồi, mình sẽ bỏ hộp này qua một bên. Và các bạn sẽ phải mở ra như thế này. Vâng, trong hộp rất là đơn giản, chỉ có một cái cây đàn như thế này. Và một cái sợi cáp kèm theo sản phẩm này. Sợi cáp này có chữ Zhiyun rất là đẹp. Vâng. Một cách đóng gói cực kỳ đơn giản của các nhà sản xuất đến từ Trung Quốc. Và chúng ta sẽ bỏ cái hộp này qua bên cạnh. Rồi đến với nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, Zhiyun Smoothie. Thực ra cái này mình đã gắn vào trước rồi. Đây các bạn nhìn như một cái hộp đàn, và cái này đeo vào trong người sẽ như thế này. Mình cũng không biết đàn. Rồi bây giờ mình sẽ đánh giá tiếp. Bây giờ mình sẽ mở hộp ra cho các bạn xem trong này có những gì. Wow. Vâng, đây là sản phẩm của chúng ta, Zhiyun Smoothie. Trong hộp này thì nhìn nó cũng rất là sắc sảo, cái mình đẹp trong này không có dày lắm, nhưng mà mình nghĩ như này thế này là cũng chống rung, ăn chống sốc rất là tốt cho cái sản phẩm của mình. Mình sẽ để qua một bên. Cái sản phẩm Zhiyun Smoothie này theo cảm nhận của mình thì nó cầm rất là chắc chắn, cái bàn tay cầm rất là to, mặc dù tay mình không có to lắm. Đây các bạn thấy, cái này thì quay được 720 độ, xin lỗi các bạn, hình như chỉ quay được 360 độ thôi. 720 độ là hai vòng. Rồi ở đây là hệ thống nút bấm, còn đây là một cái bảng để dành cho mình bỏ cái điện thoại này vào đây. Mình thích nhất ở cái sản phẩm này đó là thứ nhất là nó có thể sạc được cổng micro USB, thứ hai nữa là nó có thể đứng được ở trên mặt phẳng như thế này. Và cái thứ ba nữa đó là nó có một cái lỗ 3.5 ở đây để mình có thể gắn trực tiếp lên cái tripod để có thể giữ cố định được. Và một tính năng nữa mà mình thấy cũng rất là hữu ích đó là cổng sạc USB. Cổng sạc này có thể dùng khi mà máy điện thoại của các bạn hết pin, mà chúng ta có thể cần kíp để sạc điện thoại trong lúc quay phim. Theo thông số của nhà sản xuất thì gimbal này có thể chống rung, có thể sử dụng lên đến 12 tiếng đồng hồ, 12 tiếng. Tức là các bạn có thể đi quay gần như nguyên ngày mà phải sạc pin lại một lần. Và bây giờ mình sẽ quay cận cảnh các bạn xem. Vâng, các bạn vừa thấy cận cảnh chiếc Zhiyun Smoothie này của mình. Thì việc cài đặt setup cái điện thoại vào cái này rất là dễ. Đó là các bạn bỏ điện thoại vào đây và mình có thể kéo giãn khu vực này để mình có thể cho cái điện thoại kẹp vào nó rất là chắc chắn, và mình phải dùng rất là nhiều lực để kéo nó ra. Đó. Sau khi các bạn bỏ điện thoại vào đây rồi thì mình có thể cân bằng bằng tay trước. Thì vì sao? Mình cân bằng bằng tay trước để lúc mà mình sử dụng cái này nó sẽ dùng ít điện hơn và nó ít tốn pin hơn. Chứ nếu mà các bạn bỏ lệch
một phía nó sẽ dùng nhiều điện hơn. Và bây giờ mình sẽ cân bằng bằng cách như thế này. Bây giờ chúng ta ở đây có hai chốt, thứ nhất là chốt ở đây, thứ hai là chốt ở đây. Các bạn thấy có hai cái chốt này tại vì hai cái chốt này có những cái răng cưa này để mình có thể vặn ra đó. Đây các bạn sẽ vặn chốt ở đây, cái này bạn sẽ vặn theo chiều ngược chiều kim đồng hồ để bạn có thể mở ra, và các bạn có thể điều chỉnh bằng cách là kéo giãn ra như thế này hoặc là sát vào như thế này. Khi mà các bạn đặt điện thoại vào đây, các bạn sẽ kéo ra điều chỉnh để khi nào cái này cái tay này nằm cái cân bằng sẽ như thế này đó. Xong rồi các bạn sẽ dùng siết lại theo chiều kim đồng hồ là xong đó. Sau khi sử dụng, các bạn bỏ vào đây thì các bạn có thể cài cái phần mềm của ZY Play trên App Store hoặc là trên Play Store của điện thoại của các bạn. Thì các bạn sau khi cài phần mềm thì các bạn có thể là sử dụng được nút bấm như thế này. Nhưng mà theo đánh giá của mình thì mình sẽ không sử dụng phần mềm đó, tại vì phần mềm đó nó cũng tiện nhưng mà nó không có tối ưu bằng phần mềm của theo điện thoại. Thì ở đây mình sẽ có 3 chế độ. Mình sẽ bấm ở chữ mod này thì mỗi lần nhấp là sẽ là một chế độ. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn 3 cái chế độ này ở ngoài thực địa. Bây giờ mình sẽ cùng đi quay một vài clip để kiểm chứng cái sự chống rung của cái gimbal 30 này như thế nào. Let's go. Thank you.
Bây giờ mình sẽ đi bộ. Đây là ở chế độ mod 1. Chế độ này mình chỉ được lên hoặc xuống, không có thể bấm qua về. Bây giờ mình đang đi bộ. Bây giờ mình sẽ chạy. Mình sẽ chạy nhanh hơn nữa. Đây là chế độ thứ hai. Mình đang đi bộ và chế độ này có thể lên xuống và trái phải, lên xuống, lên trái phải. Bây giờ mình sẽ chạy. Còn đây là chế độ thứ ba, mình sẽ kích hoạt sau khi mình nhấn 3 lần vào nút móc. Đây là chế độ following mod. Chế độ này thì nó sẽ quay ngược cái camera của bạn lại về phía mặt. Các bạn có thể thấy. Tức là bây giờ ở chế độ này nó sẽ follow mình theo, thay vì camera trước thì nó sẽ tự động quay ngược lại camera sau như thế này. Mình vẫn đang ghi hình ở camera đằng sau với chất lượng 4K. Mình chỉ cần nhấp 3 lần vào nút móc nó sẽ trở lại đằng trước như thế này. Rồi, ok, xin chào các bạn. Vừa rồi thì mình cho các bạn xem một số cái hình ảnh mình đã ghi được để trong sử dụng cho cái Smooth Cube này. Mình sẽ đi ở bên ngoài công viên Tao Đàn và mình sẽ đi ở khu kinh đào. Khu kinh đào thì có hai cái gờ giảm tốc, nhưng mà lúc mà mình đi qua thì cái này chống rung rất là tốt. Thì trước mắt thì mình khuyến nghị các bạn nên đọc cái này. Đây là cái hướng dẫn sử dụng, các bạn có thể xem qua nó bằng tiếng Anh trước. Thì mình xin giới thiệu về một số cái điểm mình ưng ý và một điểm mình không ưng ý. Thì thứ nhất cái là cái gimbal này chống rung 30 là cực kỳ tốt. Theo như các bạn thấy ở trong clip của mình xem hồi nãy là mình làm mọi chuyện đúng rất là mượt. Một cái lúc mà các bạn khởi động lên thì đó là cái chế độ, nó có 3 chế độ. Chế độ lúc mà mình vừa bật lên đó là chế độ Pen Following Mode. Mình nhấn một cái vào nút menu này thì nó sẽ đến là Locking Mode. Và cái độ chế độ cuối cùng là chế độ Following Mode, thì sẽ là mình sẽ nhấn 3 lần vào nút menu này thì nó sẽ bật lại như là hình ở mình vừa làm ở trong cái clip ở ngoài công viên Tao Đàn. Thì mình xin nói ở chế độ thứ nhất đó là chế độ mặc định, chế độ Pen Following Mode. Thì chế độ này mình chỉ sử dụng là lên xuống, tức là joystick ở đây mình sẽ chỉ được kéo lên kéo xuống và nó sẽ chỉ rung cái trục này lên hoặc trục này xuống như thế này. Tức là máy có thể nhìn lên, máy có thể nhìn xuống thì không thể quay quay về được, nhưng mà lúc đó thì nó sẽ ổn định, nó sẽ giữ nguyên hình ảnh của các bạn. Ví dụ như các bạn sẽ để như thế này, các bạn sẽ di chuyển được như thế này. Nhưng mà đến chế độ thứ hai, chế độ Locking Mode, thì lúc đó thì các bạn sẽ được điều chỉnh lên xuống qua về, tức là lên xuống và trái phải. Thì lúc đó các bạn thì sẽ được tự do tùy chỉnh theo cái khung hình của mình, tức là có cái chủ thể nào đó để chạy thì mình sẽ follow được. Còn cái chế độ thứ ba đó là chế độ Following Mode. Thì chế độ cuối cùng này thì để như là mình post trong clip vừa rồi, thì đó là cái chế độ theo sát người, tức là như là mình dùng cái gậy tự sướng vậy đó.
Thì theo đánh giá của mình thì cái này dùng cho các bạn mới tập làm quen làm phim hoặc là làm quay kiểu vui vẻ, đối với là những các bạn mới làm với là những cái điện thoại thì mình nghĩ như iPhone hoặc Galaxy S7 mình đang xài đây thì mình nghĩ rất là ok, rất là tốt, chúng đúng rất là tốt. Nhưng mà một cái nhược điểm đó là bạn phải canh chỉnh mỗi lần bỏ máy mới vào, tức là mỗi lần bạn bỏ vào nó sẽ gần như là không chính xác. Ví dụ như mình để cái chiếc này ở đây đó, nhưng mình cũng phải là canh lại lần nữa cho nó chính xác hơn. Cái chuyện đó làm cũng hơi mất thời gian một chút xíu. Cái điểm mình không ưng ý thứ hai đó là về phần mềm của máy ở trên máy Android nó chưa có đầy đủ cho lắm, mà thực sự nó chưa, mình chưa có để độ phân giải 4K đối với Samsung Galaxy S7 của mình. Hy vọng là sắp tới nhà sản xuất sẽ cập nhật phần mềm để là cho nó chống rung tốt hơn, hoặc là nó sẽ hỗ trợ 4K. Và một vấn đề nữa đó là chế độ following mock. Chế độ này sẽ mình sẽ vẽ một cái ô vuông ở đây để nó